cho 7 phút sổ khám nước cờ cân não của Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết, hồ sơ để khởi tố Nguyễn Xuân Phúc đã hoàn tất. Lương Tam Quang đang đợi lệnh của Tô Lâm để thực hiện lệnh bắt giữ. Nếu Tô Lâm quyết định xuống tay thì chắc chắn đây sẽ là tin chấn động xã hội và chấn động luôn cả 5 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản, từ cấp cao nhất đến tận cơ sở. Thời Nguyễn Phú Trọng khi ông cho Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng sổ khám, đó chính là quyết định gây chấn động, bởi trước đó chưa từng có Ủy viên Bộ Chính trị nào phải vào tù. Sau đó, suốt thời gian dài cầm quyền, ông Trọng cũng không đưa thêm Ủy viên Bộ Chính trị nào vào tù tiếp theo nữa. Việc đưa được Đinh La Thăng vào tù chính là lời cảnh cáo của Nguyễn Phú Trọng gửi đến ông Nguyễn Tấn Dũng rằng sẽ không có vùng cấm nào đối với Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ. Và ông Trọng cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu chống tham nhũng không có vùng cấm. Phát ngôn này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí lề đảng tung hô và tô hồng, cho rằng đó là tinh thần chấm tham nhũng không chùn bước của ông Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ phải tự hiểu rằng đây là lời đe dọa mà ông Trọng đang nhắm vào họ. Kết quả của việc trảm Đinh La Thăng đã có tác dụng đối với Nguyễn Tấn Dũng. Từ sau khi ông Thăng bị bắt, Nguyễn Tấn Dũng đã lui vào bóng tối và sống âm thầm, không tham gia chuyện chính trường từ hậu trường như Trương Tấn Sang vẫn hay làm. Phải đợi đến sau khi ông Trọng qua đời, thì ông Dũng mới ra mặt tham gia vào các phe nhóm để vận động cho Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết cùng những nhóm của mình. Giờ đây, Tô Lâm đã bước lên đỉnh cao quyền lực. Ông cũng cần thực hiện một vụ án chấn động tương tự như ông Trọng cho Đinh La Thăng vào khám vậy. Và đối tượng bị nhắm đến không ai khác, chính là Nguyễn Xuân Phúc. Nếu ông Phúc sổ khám, sự việc này sẽ còn chấn động mạnh hơn ở sự kiện Đinh La Thăng trước đây, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật thuộc hàng tứ trụ và đã về hưu. Để dọn đường cho bản thân lên cầm quyền, ông Tô Lâm đã cho đốn hạ hai tứ trụ phải rời ghế. Đấy chính là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Hai nhân vật này đang ôm hận rất lớn, đặc biệt là Vương Đình Huệ có nhóm Nghệ An hùng hậu đứng bên cạnh. Nếu ông Huệ ở sau hậu trường giật dây cho nhóm Nghệ An đánh với nhóm Hưng Yên thì Tô Lâm sẽ vất vả. Dù rằng nhóm Nghệ An đang yếu thế hơn, nhưng quân tướng của họ rất đông áp đảo nhóm Hưng Yên. Nếu bắt ông Nguyễn Xuân Phúc thì câu chuyện không chỉ liên quan đến một mình ông Phúc mà còn dây mơ dễ má tới rất nhiều người. Cụ thể, vụ án này liên quan đến ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực thời ông Phúc làm Thủ tướng. Ông Trương Hòa Bình là nhân vật thứ nhì trong chính phủ của ông Phúc. Mọi quyết đoán của ông Phúc đều có sự tham gia của ông Trương Hòa Bình. Mà đứng sau hậu thuẫn cho Trương Hòa Bình lại chính là ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. Điều đáng nói là hiện nay, ông Tư Sang đang đứng đạo diễn cho nhóm Hà Tĩnh chống lại nhóm Hưng Yên. Cho nên việc bắt ông Nguyễn Xuân Phúc không đơn giản chỉ là nhắm đến một người, mà ông Tô Lâm đang ngầm đe dọa một mạng lưới quyền lực khủng phía sau. Bứt dây khủng như Nguyễn Xuân Phúc thì chắc chắn sẽ động rừng. Tuy nhiên, động tới mức nào thì còn tùy thuộc vào sự tính toán của ông Tô Lâm và nhóm quân sư của ông ta. Mọi thứ đã sẵn sàng, có bắt ông Phúc hay không phụ thuộc vào tâm ý của Tô Lâm. Nếu Tô Lâm cho thực hiện lệnh bắt sau khi Bắc Kinh về, ông đã cho các bô lão thấy rằng họ không phải là bất khả xâm phạm. Có thể điều này đã khiến cho các bô lão chùn tay. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cũng phải tính đến khả năng phản pháo của các thế lực này có thể sẽ gây ra những hậu quả tệ hại. Và chúng ta hãy cùng đợi xem Tô Lâm sẽ làm tất tay với Nguyễn Xuân Phúc hay lại chùn tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin cho 7 phút sổ khám nước cờ cân não của Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ba Dũng cao thủ cỡ nào chơi được cả với Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Những ngày qua, cộng đồng mạng bàn tán hai lần với Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm. Không phải kiểu lãnh đạo nào cũng được ưu ái đứng cạnh vua đương triều Tô Lâm. Trong quan hệ, người Cộng sản rất quan tâm đến thứ bậc. Nếu ông Dũng không thân thiết với Tô Lâm, thì làm sao có được vị trí như thế? Vào ngày 15 tháng 8, ông Tô Lâm tổ chức buổi gặp mặt các kiểu lãnh đạo, trong đó có ông Nguyễn Tấn Dũng,
nhưng ông Trương Tấn Sang thì không có mặt. Qua đó có thể thấy mối quan hệ giữa Tô Lâm và Nguyễn Tấn Dũng khác với Trương Tấn Sang rất nhiều. Hiện nay, hai con trai của ông Dũng đều đang theo nghiệp chính trị. Việc kết thân với thế lực cầm quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết tiến thần. Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thanh Nghị khá vất vả trên đường quan lộ. Vào năm 2020, Nguyễn Thanh Nghị bị kết luận sai phạm đất đai tại Phú Quốc, sau đó bị giáng chức từ bí thư tỉnh ủy xuống làm thứ trưởng. May cho Nghị là ông Phạm Minh Chính đã trở thành thủ tướng và bốc được Nghị từ thứ trưởng lên làm bộ trưởng. Khi ấy, nếu người thắng cuộc không phải là ông Chính mà là ông Vương Đình Huệ thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ không có cơ hội đến như thế. Bởi Vương Đình Huệ rõ ràng chọn theo phe ông Trọng và chống lại bà Dũng. Cuộc chiến cung đình rồi cũng đến trận chung kết. Võ Văn Thưởng của Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, giờ đây chỉ còn lại Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Vì vậy, họ không còn lý do gì để thỏa hiệp mà phải triệt hạ lẫn nhau để người còn lại cũng ngồi. Lâu nay, Phạm Minh Chính vẫn là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và là chỗ dựa cho Nguyễn Thanh Nghị. Giờ đây, nếu Tô Lâm tìm mọi cách hạ Phạm Minh Chính, thì rất có thể Nguyễn Thanh Nghị sẽ bị đốn đòn của ông Tô Lâm. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng và kết nối với Tô Lâm được cho là một nước cờ cao tay. Bởi lâu nay chưa có ai chơi thân được cả với hai phe đối địch như Nguyễn Tấn Dũng. Với tài ngoại giao như thế thì có thể thấy tương lai của Nguyễn Thanh Nghị sẽ được đảm bảo hơn. Việc bắt tay với cả hai đối thủ sẽ khiến cho Nguyễn Thanh Nghị không bị kẹp giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính nếu hai bên ra đòn nhắm vào nhau. Nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm từng có quan hệ tốt với ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông Dũng còn làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bộ Công an, mà trước đây gọi là Bộ Nội vụ. Hơn nữa, trong nhiệm kỳ 2006-2011, cả Phạm Minh Chính và Tô Lâm đều được ông Lê Hồng Anh nâng đỡ, mà Lê Hồng Anh chính là người cùng phe cánh với Nguyễn Tấn Dũng ở Trung ương Đảng. Những đàn em của ông Dũng bị ông Trọng đánh cho ngã ngựa cũng nhiều, như Hoàng Trung Hải, Đinh Đa Thăng, Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, vẫn còn đó Phạm Minh Chính và bất ngờ hơn là ông Tô Lâm, bởi Tô Lâm từng là thuộc hạ đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là một nhà quản lý kinh tế tệ hại. Tuy nhiên, với những nước cờ chính trị, ông Dũng thuộc loại hàng cao thủ trong Đảng Cộng sản. Ông từng là đối thủ ngang ngửa, thậm chí là trên cơ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông thua ông Trọng khi đối đầu trực diện tại Đại hội 12, nhưng ông lại cải cắm được rất nhiều đàn em ở lại. Nhờ đó, dù đã về hưu nhưng ông Dũng vẫn được che chở. 5 lần 7 lượt ông Trọng muốn lôi ông Dũng ra để kỷ luật, nhưng vẫn không thể làm được. Giờ đây chính trường vẫn đang đấu nhau loạn xạ. Nguyễn Tấn Dũng lại chơi thân với cả Tô Lâm lẫn Phạm Minh Chính. Nếu Tô Lâm hạ được ông Chính thì có thể sẽ tha cho Nguyễn Thanh Nghị, và ngược lại, nếu Phạm Minh Chính hạ được Tô Lâm thì Nguyễn Thanh Nghị cũng sẽ được hưởng lợi. Dù về hưu đã lâu, cao thủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn ra mặt chơi cờ thay cho hai con trai của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Ba Dũng cao thủ cỡ nào chơi được cả với Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.